tràn ngập những cái cảm xúc khá là hào hứng để đón năm mới sau khi mà vượt qua năm 2021 khá là khó khăn đối với không chỉ riêng cá nhân của tụi mình mà với rất là nhiều những mọi người xung quanh. Nó khác biệt là mình giao thừa chỉ có một phút thôi, còn mỗi năm thì nó hơi nhiều. Mình cũng no chứ mình đi chơi nhưng mà mình cũng cảm giác là mình vẫn phải phòng á. Mình cũng không có dám như mấy năm về trước. Nào đi đứng mình cũng vẫn phải phòng chống. Chứ đâu có dám đi bình thường sát vô đâu. Thì thành phố mình đang hồi sinh mà. Tất nhiên là trong cái thời điểm này á, thì dịch vẫn đang bùng phát rất là âm ỉ. Nhưng mà mình vẫn thấy là cuộc sống nó vẫn hồi sinh lên từng ngày từng ngày. Mình hy vọng là mọi thứ sẽ phát triển hơn. Việt Nam mình sẽ khống chế được dịch. Tỷ lệ mà chích ngừa sẽ chiếm 100% toàn nước. Năm nào giao thừa mình cũng ra đây đón năm mới. Nhưng mà riêng năm nay tuy là không ồn ào, ánh sáng thì cũng không hào nhoáng, nhưng mà dân mình cũng rất là phấn khởi đón năm mới vì cũng phải chuẩn bị tinh thần để năm mới làm sao mà khang trang, sức khỏe, may mắn. Mọi năm thì rất là đông vui, còn năm nay thì thực sự ra đường là cũng biết là tức là cũng rất là vắng vì là mọi người cũng ngại Covid ấy, tự làm cho mình bị trùng xuống một chút đó. Nhưng mà sau khi đấy thì mình đi, mình giao tiếp mọi người, mình thấy mọi người có vẻ cũng có cái tinh thần vui vẻ giống như mình để chào đón năm mới thì nó cũng đỡ hơn. Đầu xuân mới thì muốn để thư thả, đón một không khí mới của đầu năm mới để cảm nhận là năm mới sung túc, an vui và mong rằng dịch bệnh sẽ lùi hết để bà con sẽ vui xung vầy như các năm trước. Happy New Year!